Chiếc quạt này là chiếc quạt siêu tốc độ. Con này là mình sản xuất theo kiểu là động cơ máy bơm nước nhá, sản xuất mới hoàn toàn nhá. Con này là 1,5 triệu bao ship, đế bê tông đổ 10 khí inox. À, con này gió xa 30 mét nhá. Tốc 2008 chạy bằng hai vòng bi cao cấp 6201, 5 cấp độ số, có túc năng điện. Đấy, à, mình làm túc năng của mình là bánh răng toàn bộ bằng bánh răng sắt các bạn nhá. Siêu bền luôn. Cánh của nó này các bạn. Cánh của nó này. À, ok chưa? À, đấy, đỉnh cao chưa? À, cánh nó rất là cứng nhá. Cánh này cứng mà dai nhá các bạn nhá. Nhá. Đấy. Ok chưa? Con này 1,5 triệu bao ship, hàng nắp sẵn. Nắp sẵn đóng vào chuồng 3 lép rồi, các bạn nhận hàng kiểm tra có không mạnh cũng phải trả tiền. Tặng thêm các bạn một chiếc cánh này nữa. Ok chưa? 1,5 triệu bao ship, có 5 số này, có túc năng điện này. Đấy, cái này rất là phù hợp với lại nhà kho, nhà xưởng, quán ăn, nhà hàng làm nhôm kính hay là như nào. Nói chung là rất là phù hợp. Nhá. Đấy, có 5 cấp độ số, các bạn cho số nhỏ thì là cũng là ok. Phù hợp nhà kho, nhà xưởng nhá. Hoặc là những cái người mà làm tổ chức hội nghị sự kiện ấy, phông bạt đám cưới ấy, cho đám cỗ ấy, rất phù hợp nhé các bạn, chỉnh cao cấp thoải mái luôn. Ok chưa? Đấy, loại này có cả treo, cả quỳ, cả đứng nhá. Nếu bạn nào mà muốn chân nhẹ thì các bạn lấy cái chân này. Đây, lấy cái chân như này. Chân này thì nó nhẹ hơn được 5 cân nữa. Chân này hộp vuông mà. Còn kia là chân tròn đổ bê tông nhá. Đấy. Đấy, có cái hãng nào quạt hãng nào cũng như mình không, làm đủ các tính năng cho các bạn luôn, bền lắm nhá. Còn các bạn lấy treo cho phông bạt đám cưới gì đây, có loại gì đây, ra đây quay vào cái này cho người ta biết đấy, treo đây này. Bạn thích là kiểu gì mình là xưởng sản xuất nên các bạn thích kiểu gì mình làm được kiểu đấy nhá, đủ các loại quạt luôn. Ok xong.